Vâng, lời đầu tiên thì cho phép Trần Vẩn gửi lời cảm ơn đến công ty Lemit và đến chị Nguyễn Nhung ạ. Này cho công ty Lemit và chị Nguyễn Nhung chào tay thật lớn nhé. Vâng, trước khi đến cái phần chia sẻ thì cho Vẩn hỏi bao nhiêu anh chị đến đây mà mong muốn cái công việc kinh doanh của mình phát triển cách thần tốc rồi em tôi ạ. Bao nhiêu anh chị muốn có một giải pháp tốt nhất để cho khách hàng của mình lâu nay em tôi ạ. Ok, vỗ tay những cạnh là đến đúng chỗ. Vâng, sẽ đến đây để chia sẻ với anh chị cái cách thức để làm sao chúng ta có nhiều khách hàng nhất. Bao nhiêu anh chị đây thấy là mình cần có khách hàng ở đây nào? Ok, rất tuyệt vời. Nó có sẽ những yếu tố để giúp các anh chị có nhiều khách hàng. Trong khi ngành spa, nhất là cái ngành làm đẹp bây giờ, thì chúng ta cần có khách hàng. Càng nhiều khách hàng thì càng giàu có đúng không ạ? Và chúng ta ở đây để chia sẻ với các anh chị. Và trong ngày hôm nay nữa thì chị Nhung mới còn chia sẻ với các anh chị cái cách thức để làm sao dùng cái sản phẩm của anh chị, dùng cái sản phẩm làm sao để kéo khách hàng đến nhiều hơn nữa và để có giá trị nhiều nhất với khách hàng của mình. Và bao nhiêu chị muốn nhận được điều đó ngay lập tức từ bây giờ ra đây thôi ạ. Ok, rất tuyệt vời, có một số cái tay ra đây. Không, bao nhiêu chị chưa biết trở bản ai? Bao nhiêu chị chưa biết trở bản ai? Đây đây. Ok, rất cảm ơn các anh chị. Đây là thị trường của bạn thôi. Vì làm sao? Thị trường thì chúng ta phải tìm kiếm gì ạ? Tìm kiếm người lạ đúng không ạ? Tìm kiếm người lạ, và các anh chị là người lạ. Và ở đây chị cũng vậy. Thì chúng tôi là đi tìm kiếm những người lạ để làm sao bán được hàng. Và bao nhiêu anh chị ở đây thấy rằng là tiền nó sẽ đến từ túi của người lạ, đúng không? Người quen thì người ta mua hết hàng rồi. Và Trần Vẩn ở đây sẽ chia sẻ cho anh chị để làm sao có nhiều khách hàng lạ đến tới với anh chị, nhiều khách hàng đến mua hàng của anh chị. Và bao nhiêu anh chị muốn nhận điều đó ngay bây giờ? Ok, rất tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Tất cả chúng ta đều kinh doanh, và anh chị đến đây là được kinh doanh rồi. Và chúng ta muốn gì ạ? Muốn thành công đúng không? Đây là yếu tố để giúp cái công việc kinh doanh của anh chị lên thành công lên. Thì ở yếu tố thành công này thì chúng ta có 3 cái yếu tố để cấu tạo lên nó. Cái số 1 đó là sản phẩm. Đó là sản phẩm. Đó là dịch vụ. Đó là giải pháp. Có 3 yếu tố này để giúp công việc kinh doanh của anh chị phát triển. Ở đây bao nhiêu anh chị đang có sản phẩm tốt rồi? Có sản phẩm tốt ạ? Có dịch vụ tốt, có giải pháp tốt, bao nhiêu anh chị đang có những thứ này rồi? Ok, có thể có anh chị đến đây chưa có những thứ này á? Alo, 1, 2, 3, 4. Ok, dành cho âm thanh chào một tay. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta đều phải có 3 yếu tố này để cấu tạo lên cái việc của anh chị tốt. Nếu mà sản phẩm không tốt, dịch vụ không tốt, và giải pháp không tốt thì khách hàng có ở lại với các anh chị không ạ? Họ sẽ không ở lại với các anh chị, họ sẽ đi ngay lập tức. Và bây giờ thì cái ngành làm đẹp ấy, cái một lời chỉ tai, 1.000 lời quảng cáo. Nếu anh chị quảng cáo quá hay cỡ nào nhưng mà đến sử dụng dịch vụ của anh chị không tốt, sản phẩm của anh chị không tốt, hoặc giải pháp của anh chị đưa ra không tốt thì họ sẽ đi mất và sẽ không có lời giới thiệu quay trở lại. Thì cực kỳ tuyệt vời ngày hôm nay thì chị Nhung đến đây đã chia sẻ với anh chị cái thức giải pháp, cái sản phẩm tốt, cái dịch vụ tốt và cho anh chị cái giải pháp tốt. Và bao nhiêu anh chị muốn chị Nhung sẽ chia sẻ buổi chiều hôm nay những điều tuyệt vời này với các anh chị ở đây ạ? Ok, rất tuyệt vời. Khi mà Toàn làm việc với chị Nhung, khi mà Toàn làm việc với công ty David thì Toàn đã biết được rằng là gì ạ? Họ đang có những dòng sản phẩm cực kỳ tuyệt vời, có những giải pháp tuyệt vời, còn chuyển giao cả công nghệ cho các anh chị nữa. Trong ngày hôm nay thì chị sẽ chuyển giao cả thêm một chút công nghệ cho các anh chị. Và bao nhiêu anh chị đều muốn nhận được những công nghệ tuyệt vời, những giải pháp tuyệt vời, những dịch vụ tuyệt vời đấy. Ok, anh chị cần kinh doanh thì cần phải 3 yếu tố này. Nếu không có 3 yếu tố này thì anh chị có làm marketing hay quảng cáo cỡ trời thì không thể làm được. Nhưng mà chưa được. Nếu chỉ có như thế này thôi thì chúng ta mới đang chỉ có sản phẩm, có dịch vụ, có giải pháp. Và rất nhiều người cũng đang có kinh doanh, có những thứ này tốt trong nhà rồi, nhưng mà vẫn không giàu lên được và không phát triển lên được. Vì làm sao các anh chị? Vì làm sao? Thiếu cái gì ạ? Thiếu cái gì ạ? Có sản phẩm tốt nhưng không mang ra ngoài thị trường, hoặc là thị trường không biết đến mình thì sẽ làm sao? Sẽ không bán hàng đúng không ạ? Thì chúng ta cần có gì ạ? Có điều gì để bán được hàng, để có khách hàng ạ? Có điều gì ạ? Có quảng cáo rồi, có gì nữa? Có gì nữa? Đầu tiên chúng ta phải có kiến thức trong cái ngành kinh doanh này đã. Có kiến thức, có kiến thức về sản phẩm, có kiến thức về dịch vụ, có kiến thức về giải pháp. Anh chỉ cần có những yếu tố như vậy đúng không ạ? Nếu sản phẩm mang sản phẩm rất tốt về nhà rồi nhưng mà không có kiến thức sử dụng nó hoặc làm cho nó tốt lên thì có giá trị không ạ? Trong ngành spa có rất nhiều, bạn biết rằng là rất nhiều anh chị đã mua máy móc về tính cả tiền trăm triệu, tiền tỷ về nhà, nhưng mà rất nhiều khi không khai thác được hết cái tính năng của nó, các lợi ích của nó. Thì lúc này chúng ta không
khai thác được thì chúng ta cũng không có nhiều tiền, đúng không anh chị? Sản phẩm cũng vậy, nhiều khi chúng ta nhập sản phẩm rất là tốt về, nhập sản phẩm rất là tốt, nhưng chúng ta không có công nghệ hoặc không được chuyển giao công nghệ hoặc không biết cách để khai thác nó thì cái sản phẩm này có giá trị người dùng không? Không có giá trị người dùng. Do đó không có kiến thức là chúng ta sẽ không có nhiều tiền. Và bao nhiêu chị đây đến đây mong muốn nhận được nhiều kiến thức về sản phẩm, về dịch vụ, về giải pháp. Ok, rất tuyệt vời. Hãy giơ tay tương tác với Trần Toàn. Trần Toàn đến đây để chia sẻ với các anh chị, đúng không ạ? Ok, tiếp theo nữa, ngoài kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, chúng ta còn có kiến thức về gì nữa? Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng. Nếu mà chúng ta có dịch vụ tốt, sản phẩm tốt, giải pháp tốt nhưng không có kiến thức, không làm gì được. Và nữa, cái điều tuyệt vời là bạn có thể sản xuất ra mọi thứ, sản phẩm, dịch vụ hoặc là giải pháp, bạn có thể tìm ra mọi thứ, nhưng bạn cũng sẽ phá sản nếu không tìm ra khách hàng, hoặc là cái khách mà không sản xuất ra khách hàng. Có bao nhiêu chị đến đây là muốn sản xuất ra khách hàng rồi? Rất tuyệt vời. Ok, còn một cái điều nữa để trong cái yếu tố kinh doanh của anh chị thành công, còn cái gì nữa? Thành công còn cái gì nữa? Còn có cái gì để cho anh công việc của anh chị thành công hơn? Nào, có ba yếu tố, phải có ba yếu tố mới đủ. Có ba yếu tố mới đủ, còn nếu không thì chúng ta vẫn chỉ thế thôi, không bán hàng đâu. Còn thêm gì ạ? Có kiến thức để bước vào trong ngành kinh doanh này, có sản phẩm, có dịch vụ, có giải pháp. Còn có điều gì ở đây anh chị? Còn gì nữa? Tiền bằng giá trị của anh chị trao thị trường. Tất cả chúng ta đều muốn có tiền, đúng không? Đây là công thức có tiền đấy, công thức này có ra tiền. Thì bao nhiêu anh chị ở đây đấy là tiền? Sản phẩm dịch vụ của mình có giá trị, giơ tay lên này. Con người của mình có giá trị ạ? Ok, còn những anh chị không giơ tay là không có giá trị gì ạ? Đang mong lung. Những thứ mình đang có giá trị không? Bản thân mình có giá trị không ạ? Thôi thế tại sao không giơ tay lên? Đến mình công ty của mình có giá trị, thì làm sao thị trường có tin được mình? Hỏi lại nhá, bao nhiêu chị ở đây thấy rằng sản phẩm của mình, dịch vụ của mình, giải pháp mình có giá trị, giơ tay lên ạ? Đó, rồi có giá trị, rất tuyệt vời rồi. Thế bây giờ mình muốn có tiền thì làm gì ạ? Phải trao được giá trị đó cho thị trường, đúng không? Trao được giá trị đó cho thị trường. Và ngày hôm nay ở đây bao nhiêu anh chị muốn gì ạ? Tìm kiếm, tìm ra thị trường lớn ra đây đây ạ? Ok, Toàn đến đây để giúp các anh chị có thị trường đấy. Toàn đến đây để giúp các anh chị có thị trường. Và giá trị của Toàn là mang đến đây để giúp các anh chị được đó. Và khi mà Toàn trao giá trị đủ lớn với các anh chị thì Toàn có tiền, đúng không? Và đây là giá trị, Toàn đến đây để trao giá trị cho anh chị. Và đến đây, nếu anh chị nào đến đây không nhận đón nhận giá trị này và chia sẻ, hoặc chị Nhung chia sẻ, thì Trần Toàn và chị Nhung mời anh chị về. Tại vì nào đến đây mà không nghe, không làm được, không tương tác thì không có giá trị, đúng không? Đó, thì đến đây là có giá trị vào thị trường. Và đến đây giúp các anh chị có thị trường lớn hơn, tốt hơn. Và đây là Toàn muốn anh chị này. Anh chị có muốn biết điều này không? Anh chị đang có hai thứ này. Anh chị có kiến thức vào trong cái ngành số 3. Anh chị có sản phẩm dịch vụ của anh chị, có giải pháp của anh chị. Nhưng anh chị đang thiếu một thứ này. Đang thiếu một thứ này. Đây chính là lý do vì sao có rất nhiều spa mới đầu mở ra thì có khách hàng, mới đầu mở ra thì kinh doanh tốt, nhưng càng về sau ấy, thì có nhiều càng mở ra sau đấy. Nó máy móc tốt hơn, công nghệ tốt hơn, mối quan hệ tốt hơn, nó nhiều tiền đầu tư vào marketing hơn, thì anh chị bắt đầu bị bán dần lên vì anh chị thiếu một yếu tố này. Anh chị biết ra mình đang thiếu cái gì không ạ? Và bao nhiêu anh chị muốn mình biết thiếu cái gì? Và sẽ chia sẻ với anh chị cái điều. Và bây giờ, và bao nhiêu anh chị đến đây và mong muốn mình có nhiều tiền, giơ tay với tôi ạ. Cảm ơn các anh chị. Và nói tiền không là giơ tay. Thế mà cái thứ mà giúp mình có tiền thì lại không giơ tay. Chí là kiểu này rồi. Cho nên tiền anh chị đang có và vẫn đang có. Thầy này giải giảng lại chút đấy đi. Không giảng lại. Cho đi, cho cái quả đi thầy. Cầm cái đó kiếm được tiền. Đúng không? Biết là cần cái đó kiếm được tiền thế mà không giơ tay. Biết chưa? Bây giờ chị thấy là rất nhiều lần chúng ta đã bị mất rất nhiều cơ hội ngoài kia ra đây liền. Đúng không ạ? Vỗ vai người bên cạnh là cơ hội nó đến rất là nhanh. Nó qua đi cũng nhanh. Trong buổi giải chia sẻ ngày hôm nay của Trần Toàn thì có rất nhiều lúc mà Trần Toàn hỏi các anh chị giơ tay. Bảo các anh chị giơ tay. Để làm gì ạ? Để anh chị làm gì ạ? Để anh chị tương tác, tức là để máu chạy lên vì ngồi. Đây là môi trường học tập gia tốc. Trong vòng một ngày, anh chị sẽ có toàn bộ những kiến thức mà rất nhiều năm trước anh chị làm không biết, bị vỡ, bị mất mát, bị điều gì đó. Toàn sẽ chia sẻ với các anh chị. Và nữa, trong ngày hôm nay Toàn cũng sẽ giúp các anh chị để tham gia cái công việc kiếm tiền. Bao nhiêu chị muốn kiếm tiền à? Muốn kiếm tiền nữa đây à? Ok, muốn kiếm được tiền thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải tham gia công việc kiếm tiền, đúng không ạ? Tham gia công việc kiếm tiền. Giống như kiểu anh chị đến một lớp học này, đến một lớp này là anh chị
Bây giờ kiếm tiền nó giống cuộc đua xe không? Cái cuộc đua chạy marathon ạ. Có giống không ạ? Rồi, rất nhiều người đến để xem. À, thưa các anh chị, đến giờ để chơi một vòng đua đua chạy như vậy, đến xem có huy chương không, có cúp không ạ? Đến đây để xem là mấy ông bài làm cái gì. Thì anh chị có gì mang về không ạ? Đến xem cứ khoanh tay nhìn này, chẳng ghi chắc. Cứ nhìn này, trông ra chỉ nhìn vài cái xong nhìn về. Có được gì không ạ? Có. Đấy, có ai đến đây để xem không? Có một số cái tay rơi. Ok, xem thì sẽ không có huy chương. Rồi, giống như kiểu chúng ta làm spa ấy, chúng ta muốn có giàu trong ngành spa, chúng ta xem là khác làm spa thì chúng ta sẽ không có tiền đâu, xem người khác làm không có tiền. Rồi, có một số người tham gia bước vào lĩnh vực kinh doanh hoặc bước vào cuộc đua vậy tham gia thôi. Một số người đứng trên khán đài thì chắc chắn là không có huy chương, nhưng một số người bước vào tham gia chạy một đoạn, chạy một lúc, sau đó bị mệt, sau đó bị vấp một điều gì đó, xong chẳng chơi nữa, kệ mà chạy đi ta đi về. Người đấy có huy chương không ạ? Có không? Chắc chắn không huy chương. Vậy là trong kinh doanh spa của anh chị như vậy, lúc đầu tiên mở thì ngon, sau đó thì không có khách hàng, còn vắng vắng ngay, thôi không làm nữa đâu, chán lắm, đi nghỉ. Spa của anh chị phát triển được không? Không phát triển được. Cho nên là chúng ta sẽ phải tham gia, nhưng mà phải tham gia bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Yes, tham gia. À, có rất nhiều người tham gia được bỏ cuộc. Tham gia được bỏ cuộc. Ở đây bao nhiêu anh chị bỏ cuộc ít nhất một lần trong đời trong lĩnh vực nào đó? Có không? Có. Giơ tay hết lên giống nhau chứ không phải khác nhau thế được. Rất nhiều người không giơ tay, anh chị là siêu nhân. Và chúng ta đến đây không thể xem. Đừng đến đây để xem, và không muốn các chị đến để xem vì nó mất thời gian. Và đến đây để xem thì Trần Toản và chị Nhung sẽ không trao được giá trị cho anh chị. Không trao được giá trị. Đây là một buổi học, một buổi đào tạo. Chị Nhung đã phải mời Trần Toản đến, mà trả rất nhiều tiền nhé. Chị là người cực kỳ tuyệt vời. Không chỉ muốn các anh chị phát triển công việc kinh doanh của chị, à, chị của các anh chị, mà chị còn muốn đưa sản phẩm tốt của chị cho anh chị. Và chị còn muốn đưa cái cách thức để anh chị bán được nhiều hàng hơn. Chị Nhung bảo là chương trình này chị mời rất nhiều đại lý của chị mời rất nhiều nhà phân phối của chị đến. Thì việc của em làm sao để giúp hệ thống của chị phát triển hơn, đại lý của chị phát triển hơn. Chị bảo là với tầm nhìn của chị ấy, với kiến thức của chị ấy, với sản phẩm của chị ấy, thì chị làm giàu cũng khó đấy. Cái khó là chị muốn các nhà đại lý, các nhà phân phối và những người làm việc cùng với chị Nhung giàu có lên. Và bao nhiêu chị muốn giàu có lên? Ok, bao nhiêu chị để cho chị Nhung có thể giúp cái chị giàu có lên ạ? Ok, một tay nhau, một tay lớn này cho chị Nhung ạ. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Tham gia. Khi mà gặp sự cố thì chúng ta sẽ phải làm sao? Vượt qua nó 100%. Và bây giờ điều tuyệt vời nó diễn ra như sau. Khi anh chị chạm đến đích, chạy nha, các anh chị chạy đến vạch đích rồi để đạt được huy chương rồi, anh chị có dừng lại được không ạ? Có dừng lại được không? Không dừng lại. Đấy người ta gọi là gì ạ? Không dừng lại, đi qua vạch đích người ta gọi là gì ạ? Vượt đích. Và bao nhiêu anh chị đến đây để vượt đích là kinh doanh tốt hơn rồi, học tốt hơn rồi. Rồi ok, tất cả chúng ta đến đây để vượt đích. Nhớ và tinh thần vượt đích. Và bây giờ để vượt đến đích thì chúng ta phải tham gia bao nhiêu phần trăm ạ? 100%. Rất tuyệt vời, tham gia 100%. Tham gia 100% là như thế nào? Trong góc này, Trần Toản sẽ chia sẻ với anh chị rất nhiều điều tuyệt vời. Đáng ra giống kín. Những bí mật này chị Nhung mà đáng ra chị biết rồi. Nhưng hôm nay chị mang ra chia sẻ với anh chị, mang bảo ra chia sẻ với anh chị. Thì chúng ta tham gia 100% là như thế nào? Theo các anh chị tham gia 100% là như thế nào? Nào, công việc kinh doanh của các anh chị hay chính bản thân các anh chị tham gia 100% là nào? Dồn toàn bộ nguồn lực cho đó đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu chị đến đây tham gia 100% giơ tay ạ? Một số cánh tay không giơ lên, và Toản sẽ mời một số cánh tay đấy đi về. Vì không tham gia 100%, mỗi giơ tay cũng giơ được 100%. Có một người tham gia 100%, và muốn các anh chị tham gia. Vì Toản đến đây cam kết với các anh chị, Toản cam kết từ lời cam kết. Trong phòng này về, anh chị sẽ có kết kết để ra tìm kiếm khách hàng tốt nhất, chăm sóc khách hàng tốt nhất, và có nhiều công cụ hỗ trợ các anh chị tốt nhất. Nhớ là cam kết. Rồi ok, rất tuyệt vời, tham gia 100%. Thứ hai nữa, khi Toản bảo anh chị high five. Bao nhiêu chị đã biết high five? Giơ tay, bao nhiêu chị đã biết high five? Ok, rất nhiều anh chị chưa biết. Và bây giờ bao nhiêu anh chị đây đã xem phim trưởng? Xem rồi đúng không? Phim trưởng ngày xưa là gì ạ? Dùng hai tay để trưởng. Trưởng để làm gì? Truyền năng lượng. Và bao nhiêu chị đây có muốn có nhiều năng lượng, giơ tay lên nào? Rất tuyệt vời, muốn truyền năng lượng thì người này truyền thì người kia, tự mình khó truyền đúng không? Đó, ok, khi mà tỏ high five tức là tay người này với tay người kia chạm với nhau này. Đấy là truyền năng lượng đấy. Đấy là nó gây ra tiếng, nó gây ra tiếng là một, thứ hai là
hay hai tay nó chạm vào nhau, nó kích hoạt một số dây thần kinh của các chị lên để học tập tốt hơn, chứ không ngủ từ giờ đến tối là buồn ngủ chết luôn. Rồi ok, chị đang được vì một tay mình biết rồi cho nên không ai ai chuyển được. Và bây giờ anh chị hai đôi tay lên nào, đôi tay lên nào, đôi tay lên nào. Ok, hãy vỗ vào người bên cạnh xem là hai tay một cạnh này, thử ra thử đi, hai tay một cạnh này, một tay ra một tay, thấy chưa, thấy chưa, thấy đang hơn không ạ? Làm lại cho lớn hơn là hai tay một cạnh này. Rồi ok, rất tuyệt vời, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các anh chị đã tham gia rồi, rất tuyệt vời. Rồi nhớ là tương tác, đấy là gọi là tương tác. Hãy để điện thoại mình chế độ im lặng này. Anh chị sẽ không học một chương trình nào tốt như này đâu. Cam kết với các chị rồi. Không ghi chép trên điện thoại. Không ghi chép trên điện thoại. Anh chị cần giấy bút, từ ngón sang con sẽ có giấy bút cho các anh chị. Không ghi trên điện thoại.